皆さん、こんにちは。今日は、第三課の文法を説明していきたいと思います。Xin chào mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ngữ pháp của bài số 3 trong giáo trình Minano Nihongo tập 1. Bài số 3 của chúng ta ngày hôm nay sẽ học về tất cả những cấu trúc ngữ pháp liên quan đến đại từ chỉ địa điểm, về nơi chốn trong cuộc sống hàng ngày. Hãy, minasan, isshu ni benkyou shimashou. Cấu trúc ngữ pháp đầu tiên trong bài số 3 ngày hôm nay đó chính là koko, soko, asoko wa, danh từ địa điểm để sự. Koko, soko, asoko wa, danh từ địa điểm để sự. Với ý nghĩa là gì ạ? Chỗ này, chỗ đó, chỗ kia là địa điểm N. Đó. Thì koko, soko, asoko wa, danh từ địa điểm để sự để thể hiện là cái địa điểm chúng ta đang đứng hay là cái địa điểm chúng ta đang cần tìm kiếm nó đang có ở vị trí nào. Đó. Với những cái đi với Coco, Coco sẽ là những cái địa điểm mà đang ở gần cái người nói cũng như là gần người nghe, ở gần người nói và gần người nghe, hai người đang đứng ở cùng một địa điểm chúng ta sử dụng là Coco. Và cái địa điểm mà nó ở phía đằng người nói xa xa một chút thì đó sẽ là diện Soko, và cái địa điểm mà đang nói đến nó là xa cả hai người thì ta dùng là diện Asoko. Coco là những địa điểm mà ở gần tại chỗ hai người đang đứng thì dùng là koko, và soko là ở phía đằng người nói, ở phía đằng người nghe, ở xa xa một chút. Và cái thứ ba là gì? Asoko là cái địa điểm mà đang nói đến thì xa cả hai người. Ta cùng nhau một ví dụ. Đây là gì ạ? Lớp học, và thì hai người này đang gì ạ? Đang đứng ở trong một lớp học, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng là gì đi ạ? Mà lớp học trong tiếng Nhật có nghĩa là gì ạ? Kyoshitsu. Câu như nào đây ạ? Koko wa kyoshitsu desu, đúng không ạ? Koko wa kyoshitsu desu. Bởi vì là hai người này đang đứng ở tại một địa điểm trong lớp học thì họ sẽ nói koko wa kyoshitsu desu. Đây là lớp học. Chỗ này là lớp học. Đúng không ạ? Chỗ này tại đây là lớp học. Đó. Tiếp theo, ở đây là gì đấy ạ? Ở đây là cái hình ảnh này nó hơi bị là một chút thực tế là sẽ hơi xa một tí đấy ạ. Tức là gì ạ? Cái cậu con trai này đang ở phía cái cầu thang, đúng không ạ? Và cô này, cô đang đứng ở phía mé mé bên cạnh thì cô nói là gì ạ? Ở chỗ đó đấy, chỗ đó đúng không ạ? Là cái cầu thang, đúng không ạ? Còn cầu thang trong tiếng Nhật là gì ạ? Kaidan là cầu thang đi bộ, là thang bộ, gọi là kaidan desu ne. Và cái lúc này người nói sẽ hướng về phía người nghe và sử dụng đại từ chỉ địa điểm, và đây là gì đấy ạ? Soko. Chúng ta có ví dụ. Soko wa kaidan desu. Soko wa kaidan desu. Đó. Phía đó, chỗ đó là gì ạ? Cầu thang, bộ, đúng không ạ? Soko wa kaidan desu. Đó. Tiếp theo, ở đây chúng ta có nhà vệ sinh, và một cái người phụ nữ đang cần hỏi thì đang cần nữa là không biết là vệ sinh ở đâu thì gì đấy ạ? Thì cậu này cậu chỉ cho ở phía xa xa đằng kia, xa cả hai người này, đúng không ạ? Thì họ sẽ sử dụng là gì đấy ạ? Asoko. Và họ hướng đến một cái địa điểm là gì đấy ạ? Là cái nhà vệ sinh. Thôi để nhà vệ sinh trong tiếng Nhật là gì ạ? Tôi để, tôi ide đấy, đúng không ạ? Tôi để. Chúng ta có ví dụ như sau. Asoko wa toire desu. Asoko wa toire desu. Ở phía đằng kia, ở chỗ kia là gì ạ? Là cái nhà vệ sinh, đúng không ạ? Đó. Xa cả hai người, đúng không ạ? Sử dụng là asoko, là ở phía đằng kia là nhà vệ sinh. Hãy, tsugi. Ở đây là gì đấy ạ? Ở đây là gì ạ? Lớp học, đây là lớp K89, đúng không ạ? Đó, K89. Chúng ta có gì đấy ạ? Ở phía đó, chỗ đó là lớp K89, K89 class desu ne. Soko wa K89 class, đúng không ạ? Chỗ đó là lớp K89, lớp là class và K89 là một cái ký hiệu của lớp, đúng không ạ? K89 class desu. Hey, soko wa K89 class desu. Ở chỗ đó là lớp K89, đúng không ạ? Đó. Hey, các bạn nhìn hình ảnh này chúng ta mường tượng đến một cái gì đấy ạ? Hình ảnh của một gì ạ? Shokudo, đúng không ạ? Shokudo, shokudo trong tiếng Nhật, tiếng Việt nghĩa là gì đấy ạ? Là nhà ăn, là nơi mà gì ạ? Nấu những cái đồ ăn cho học sinh, cho một công ty, đúng không ạ? Nhân viên công ty ăn thì đó gọi là gì ạ? Shokudo. Vâng. Hey, có câu là gì đấy ạ? Asoko wa shokudo desu, tức là
vô hình chung là chúng ta đang nhìn hướng tới cái cả hai người đang nói và hướng tới gì đấy ạ? À, cái nhà ăn ở phía đằng kia, nhà phía chỗ kia, thì chỗ kia là cái nhà ăn. Asoko wa shokudo desu. Đó. Hãy tiếp theo cấu trúc ngữ pháp đi kèm với trụ số 1 đó chính là koko, soko, asoko wa danh từ địa điểm za arimasen. Chúng ta lại tiếp tục lặp lại một lần nữa. Za arimasen trong trường hợp này nó lại là một nghĩa phủ định. Phủ định cho một danh từ chỉ địa điểm có nghĩa là chúng ta đang phủ định chỗ này, chỗ đó, chỗ kia không phải là địa điểm N. Và ý nghĩa là chỗ này, chỗ đó, chỗ kia không phải là địa điểm N. Koko, soko, asoko wa danh từ địa điểm za arimasen. Đúng không ạ? Luôn luôn một cái lưu ý rằng là gì ạ? Za arimasen mà đi với danh từ mà za arimasen có nghĩa là phủ định cái danh từ đó. Thì ngày hôm nay chúng ta học là danh từ chỉ địa điểm, danh từ chỉ địa điểm là danh từ địa điểm za arimasen có nghĩa là không phải cái danh từ đó, đúng không ạ? Vẫn tương tự như vậy thôi, koko là sử dụng cho những cái nơi mà chúng ta đang đứng trên nó, đang đứng ở cạnh ở tại đó, đúng không ạ? Thì ta dùng soko, koko. Còn soko là cái nơi mà hướng tới gì ạ? Mà người nghe đang đứng, đúng không nhỉ? Thì đó là soko. Và asoko là cái nơi mà cả hai người đang hướng tới, là xa cả hai người, đúng không ạ? Đó. Chúng ta có ví dụ như sau. Chúng ta đây là có một cái phòng họp và một câu ví dụ là gì đấy ạ? Koko wa shokudo za arimasen. Chỗ này không phải là nhà ăn, có đúng không ạ? Bởi vì sao đấy ạ? Chỗ này là gì đấy ạ? Chỗ này là phòng họp mà. Kaigishitsu, đúng không ạ? Có ghế, có bàn, có máy tính, có công tivi, có màn chiếu, đúng không ạ? Có cả cái ghế của cấp trên ngồi ở giữa, đúng không ạ? Ở trên cùng, đó là phòng họp kaigishitsu. Vậy, koko wa shokudo za arimasen có nghĩa là chỗ này không phải là nhà ăn. Chính xác, đúng không ạ? Chúng ta phủ định ở đây không phải là nhà ăn. Mà nó là gì ạ? Kaigishitsu desu. Đó. Hãy, tsugi. Ở đây là gì ạ? Ở đây là lớp học, đúng không nhỉ? Có học sinh, có cô giáo đang giảng bài, đúng không ạ? Hãy, lớp học là gì đấy ạ? Lớp học là kyoshitsu. Kyoshitsu, đúng không ạ? Hãy, ここは私の教室じゃありません。À, ý nghĩa này nó nói gì đấy ạ? Chỗ này không phải là lớp học của tôi, tức là tôi ở lớp khác cơ, chứ không phải lớp này, đúng không ạ? Đây không phải là lớp học của tôi. ここは私の教室じゃありません。Watashi no kyoshitsu có nghĩa là lớp học của tôi. Còn thêm za arimasen ở cuối câu có nghĩa là chỗ này không phải là lớp học của tôi, đúng không ạ? Thì watashi no kyoshitsu ở đây nó là cấu trúc ngữ pháp N1 no N2 trong bài số 2, đó là sở hữu, đúng không ạ? Koko wa watashi no kyoshitsu za arimasen. Chỗ này không phải là lớp học của tôi. Hãy suy. Ở đây là một cái nhà ăn, đúng không ạ? Ở đây là một cái nhà ăn, một nơi mà cho nhân viên ăn cơm, đúng không ạ? え、ここは事務所じゃありません。ここは事務所じゃありません。Chỗ đó không phải là gì ạ? Là văn phòng. Văn phòng là事務所, đúng không ạ? Mà rõ ràng đây là nhà ăn, một người ăn cơm, đúng không ạ? Không thể nào là văn phòng được. そこは事務所じゃありません。Chỗ đó không phải là văn phòng, đúng không ạ? Đó. Hãy chúng ta chuyển đến cấu trúc ngữ pháp đi kèm tiếp theo, đó chính là hỏi. Câu hỏi xác định thông tin đúng hay sai. Koko, soko, asoko wa danh từ địa điểm desu ka? Koko, soko, asoko wa danh từ địa điểm desu ka? Chỗ này, chỗ đó, chỗ kia có phải là địa điểm N không? Và câu hỏi này là một câu hỏi xác nhận thông tin đúng hay sai, thì bắt buộc chúng ta câu trả lời của chúng ta phải có hay hoặc ý. Nếu mà là hay, chúng ta sẽ trả lời gì ạ? Khẳng định đó là cái danh từ địa điểm ở bên là xuống và cộng biệt sự. Và cái thứ hai, chúng ta trả lời một cách nhanh gọn là hay so desu. Và cái thứ hai, khi mà thông tin không chính xác, chúng ta sẽ sử dụng ý để phủ định ở cuối câu bằng ra arimasen. Ie, danh từ địa điểm đó, ra arimasen. Hay, chúng ta cùng nhau ví dụ. Ở đây của chúng ta là gì ạ? Của hai người này đang đứng ở tại một địa điểm và họ sử dụng cấu trúc ngữ pháp là gì đấy ạ? Koko. Đại từ chỉ địa điểm là gì đấy ạ? Koko. Vị trí, đúng không ạ? Cậu này cậu hỏi là gì đấy ạ? Koko wa kyoshitsu desu ka? Koko wa
kyoshitsu desu ka? Chỗ này có phải là lớp học không? Và cô bé trả lời là gì đấy ạ? Hai, kyoshitsu desu. Hai, kyoshitsu desu. Vâng, đó là lớp học đấy ạ. Đúng không ạ? Vâng, là lớp học. Koko wa kyoshitsu desu ka? Hai, kyoshitsu desu. Vâng, đó là lớp học. Đúng không ạ? Hai người này đang đứng ở trên một cái gì ạ? Địa điểm là lớp học và họ hỏi. Ê, koko wa kyoshitsu desu ka? Hai, kyoshitsu desu. Đó. Đây là câu trả lời thông tin chính xác, đúng không ạ? Hãy tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy ở đây là cô bé cô ấy đang gì ạ? Ở phía xa xa và cô nhìn thấy cậu này, cậu đang đứng ở phía một cái nhà ăn, đúng không? Thì cô này cô mới hỏi câu hỏi như sau. Cô hỏi, cô không biết đó là nhà ăn hay là phòng họp, thì cô hỏi phòng họp là gì đấy ạ? Soko wa kaihisitsu desu ka? Soko wa kaihisitsu desu ka? Ở chỗ đó đấy, có phải là phòng họp không? Câu này cậu trả lời là gì đấy ạ? Iie, kaihisitsu za arimasen. Iie, kaihisitsu za arimasen. Không, không phải là phòng họp đâu. Đúng không ạ? Mà nó phải là gì ạ? À, shokudo desu ne. Hãy, tsugi. Chúng ta có một công ty tên là công ty IMC và hai người này đang đứng ở phía rất là xa và hướng tới một cái tòa nhà mang tên là công ty IMC, IMC Gaisha desu ne. Chúng ta chuyển thành IMC Gaisha. Khi mà một danh từ là một liền nhau, chúng ta sử dụng biến âm thành Gaisha desu ne. Công ty đó, IMC Gaisha desu ne. Hãy bắt đầu cột lên câu hỏi là gì ạ? Asoko wa IMC Gaisha desu ka? Asoko wa IMC Gaisha desu ka? Ở chỗ kia, có phải là công ty IMC không vậy? Asoko wa IMC Gaisha desu ka? Hai, so desu. Hai, so desu. Rất ngắn gọn đúng không ạ? Vâng, chính xác, đúng rồi. Tức là gì ạ? Hai, IMC Gaisha desu. Hai, so desu. Ok. Đó là cách hỏi thông tin đúng hay sai. Chúng ta luôn luôn nhớ là câu trả lời phải có hay hoặc ý ế. Hay thì bên nó xuống và ý ế thì phủ định nó đi là xong. Hay. Tiếp theo, chúng ta vào câu chúc mắt số 2 trong bài số 3 ngày hôm nay. Chúng ta có chủ ngữ hóa danh từ địa điểm biệt sự. Chúng ta đưa chủ ngữ cần hỏi, hay đưa chủ ngữ cần nói lên làm chủ ngữ của câu đứng dạ trước quá và quá đứng sau chủ ngữ, đúng không ạ? Và danh từ địa điểm biệt sự. Đó. Danh từ địa điểm ở đây thì chúng ta có rất là nhiều. Thì có nghĩa là gì đấy ạ? Chủ ngữ có ở địa điểm N. Đó. Thì lúc này mọi người lưu ý là N địa điểm ở đây có thể là gì ạ? Asoko, koko, soko. Hoặc là gì đấy ạ? Tầng 1, tầng 2 là gì ạ? Ikai, nikai, sangai, đúng không ạ? Hoặc là gì đấy ạ? Có ở trong các cái địa điểm như là nơi trốn như là phòng họp là gì ạ? Kaihisitsu. Có đã có ở đâu ạ? Có ngoài sân là gì ạ? Niwa. Có ở trên cây là gì? Có ở cây là gì ạ? Ki. Hoặc là có gì ạ? Có ở trong phòng làm việc là gì ạ? Phòng văn phòng là gì đấy ạ? À, jimusho. Và cái thứ ba là tiếp theo là gì nhỉ? Có ở trong trong lớp học là gì ạ? À, kyoshitsu, đúng không ạ? Đó. Và có ở nhà là gì ạ? Uchi desu ne. Đó. Thì câu hỏi chúc này có nghĩa là gì ạ? Chúng ta đưa chủ ngữ cần nhắc đến, cần nói đến, chúng ta đưa lên làm chủ ngữ của câu đứng trước quá, sau đó chúng ta cộng với một cái danh từ địa điểm để sự. Đó. Chúng ta cùng nhau vào ví dụ. Đây là cô giáo mang tên là cô giáo Hamazoe Sensei desu ne, chữ tiên sinh, chữ sensei đúng không ạ? Tôi sẽ viết một số chữ kanji đơn giản, còn lại tôi sẽ viết bằng hiragana. Hamazoe Sensei desu ne. Cô giáo Hamazoe Sensei xinh đẹp, cô đang ở đâu đấy ạ? Cô đang ở lớp học đúng không? Ta câu như nào đấy ạ? Chúng ta đưa cô giáo Hamazoe lên làm chủ ngữ của câu. Hamazoe Sensei. Vâng, Hamazoe Sensei wa kyoshitsu desu. Đó. Hamazoe Sensei wa kyoshitsu desu. Cô giáo Hamazoe đang có ở trong gì ạ? Phòng học, đang có ở trong lớp học đúng không ạ? Hamazoe Sensei wa kyoshitsu desu. Đó. Tiếp theo, chúng ta thấy có cái tivi đúng không ạ? Thì là vừa lại là người chuyển sang đồ vật đúng không nhỉ? Cái tivi thì đang ở đâu đấy ạ? Cái tivi thì đang có ở trong phòng họp đúng không ạ? Mà phòng họp là kaihisitsu đúng không ạ? Kaihisitsu. Và tivi là gì ạ? Tivi là terebi đúng không ạ? Hãy chi. Chúng ta đưa terebi lên làm chủ ngữ của câu. Có terebi wa. Terebi wa kaihisitsu desu.
Terebi wa kaigi shitsu desu. TV thì có ở gì ạ? Trong phòng họp. Đó. Tiếp theo. Đây, một con vật đúng không nhỉ? Con mèo, à, con chó đúng không ạ? Và một con chó. Con chó đang ở đâu đấy ạ? Đang ở ngoài vườn đúng không? Ngoài vườn có rất nhiều cây xanh và có hoa đúng không ạ? Nó là niwa. Niwa là ngoài vườn. Và con chó là gì đấy ạ? Là inu desu ne. Và con chó thì có ở gì ạ? Con chó thì ở... Con chó thì ở... Ở ngoài vườn. Hay inu wa niwa desu. Inu wa niwa desu. Chúng ta đưa con chó này làm chủ ngữ của câu. Và có inu wa niwa desu. Con chó thì có ở ngoài vườn. Ok. Tiếp theo, chúng ta có một cậu bé đúng không nhỉ? Cậu bé là tôi đúng không nhỉ? Cái phòng của tôi đấy ạ. À, phòng của tôi là ở đây, là tầng 3 đúng không nhỉ? Tầng 3. Chúng ta có phòng của tôi là watashi no heya. Tôi là watashi, heya là phòng. Phòng của tôi thì phải biến đổi ngược lại là tôi của phòng. Tôi no phòng, watashi no heya. Chúng ta có chữ watashi bằng kanji, chữ hán là chữ tư. Watashi, người lưu ý chữ này đơn giản, tôi viết bằng kanji. Watashi no heya tức là phòng của tôi, ngăn phòng của tôi thì sangai desu. Watashi no heya wa sangai desu. Watashi no heya wa sangai desu. Đó, chẳng hạn phòng của chị Trang ở là một tầng 2 thì nó là gì đấy ạ? Trang san no heya wa nikai desu. Được không ạ? Rất đơn giản đúng không? Hay watashi no heya wa sangai desu, tầng 3. Đúng không ạ? Tòa nhà có 3 tầng đúng không ạ? Ikai, nikai và sangai. Mọi người lưu ý tầng 3 phải là sangai, không phải là sankai. Mọi người lưu ý cái điểm đặc biệt của tầng nhé. Hay. Tiếp theo, quầy lễ tân thì có ở phía đằng kia, xa cả hai người này đúng không ạ? Đó, thì cái quầy lễ tân có chữ ukeke, có chị gái xinh xắn đang đứng ở đó đúng không ạ? Đang đứng ở đó để chào khách, đó là ukeke. Quầy lễ tân là ukeke. Và hai người này đang hướng về phía đằng kia thì đó là asoko đúng không ạ? Chúng ta đưa cái vị trí là điện là gì, chủ ngữ là quầy lễ tân lên làm chủ ngữ của câu là gì ạ? Ukeke wa đúng không ạ? Hãy ukeke wa asoko desu. Ukeke wa asoko desu. Quầy lễ tân thì có ở phía đằng kia. Hãy tiếp theo cấu trúc vẫn là cấu trúc số 2. Cấu trúc lẻ nhỏ trong cấu trúc số 2 của bài số 3 ngày hôm nay, đó chính là chủ ngữ hóa danh từ địa điểm ra arimasen. Chúng ta lại phủ định cái danh từ chỉ địa điểm đó nó không phải nhỉ? Tức là gì ạ? Chủ ngữ ở đây thì sẽ không có ở cái vị trí địa điểm là gì ạ? N là gì? Con người, đồ vật, con vật, cây cối đúng không ạ? Mọi thứ thì nó là chủ ngữ và nó không có ở cái địa điểm N đúng không ạ? Ý nghĩa chủ ngữ không có ở danh từ địa điểm N. Hãy ví dụ là gì đấy ạ? Ở đây thì tức là vừa nãy tôi đã nói rồi đúng không ạ? Phòng của tôi ở tầng 3 thì đương nhiên là sẽ không có ở tầng 2 đúng không ạ? Thì sẽ nói như nào đấy ạ? Watashi no heya wa nikai ja arimasen. Watashi no heya wa nikai ja arimasen. Phòng của tôi không phải ở tầng 2 mà sangai desu ne, mà là ở sangai desu đúng không ạ? Watashi no heya wa nikai ja arimasen. Hay cô Linh thì gì làm sao đấy ạ? Đang ở lớp học, cô không có ở đâu đấy ạ? Cô không có ở phòng họp đúng không ạ? Linh sensei wa kaigi shitsu ja arimasen. Cô Linh thì không có ở gì đâu đấy ạ? Ở phòng họp. Mà cô đang ở đâu đấy ạ? Đang ở kyoshitsu, cô đang dạy học đúng không ạ? Linh sensei wa kaigi shitsu ja arimasen. Cô Linh không có ở trong phòng họp mà cô Linh đang ở lớp học. Linh sensei wa kyoshitsu desu. Ok, tsugi. Tiếp theo đó là gì đấy ạ? Cái TV đúng nhỉ? Cái TV chúng ta nói nó là ở đâu đấy ạ? Phòng họp đây rồi đúng không? Thì cái để danh từ địa điểm phụ định đưa ra đây là gì đấy ạ? Là cái jimusho, là cái văn phòng. Thì TV wa jimusho ja arimasen. TV thì không có ở trong văn phòng mà là ở đâu đây ạ? Ở kaigi shitsu đúng không ạ? Terebi wa jimusho ja arimasen đúng không ạ? Terebi wa kaigi shitsu desu. Jimusho wa aka terebi wa jimusho ja arimasen. TV thì không có ở đâu đây ạ? Ở trong văn phòng mà là ở phòng họp.
Hay. Tiếp theo, bé Teresa. Bé Teresa của chúng ta ở đây thì lại không có ở ngoài vườn mà là cô ấy đang ở đâu đấy ạ? Cô ấy đang ở trên trên phòng của cô ấy đúng không ạ? Thì mọi người, à, xin mời xem. Đây là phòng của Teresa đấy. Con mèo ấy thì nó lại không có ở đâu đấy ạ? Nó không có ở ngoài vườn nữa rồi. Mà lúc này thì con mèo nó có ở đâu đấy ạ? Nó có ở trên phòng của bé Teresa đúng không ạ? Thì Neko wa niwa ja arimasen. Neko wa niwa ja arimasen. Con mèo thì không có ở ngoài sân. Mà là gì đấy ạ? Neko wa Teresa chan no heya desu. Con mèo thì có trong phòng của chị Teresa. Neko wa niwa ja arimasen. Neko wa Teresa chan no heya desu. Đúng không ạ? Hay. Tiếp theo, chúng ta vào cấu trúc ngữ pháp số 3 trong bài ngày hôm nay. Đó là sử dụng một cái gì đấy ạ? Một cái từ để hỏi là doko. Doko là từ để hỏi cho địa điểm, đúng không ạ? Chủ ngữ hóa doko desu ka? Chủ ngữ hóa doko desu ka? Ý nghĩa là gì đấy ạ? Chủ ngữ thì có ở đâu? Chủ ngữ hóa doko desu ka? Chủ ngữ hóa danh từ địa điểm lịch sự. Đúng không ạ? Chủ ngữ thì có ở đâu? Chủ ngữ thì có ở danh từ địa điểm đó. Desu ne. Hay. Đó có ví dụ như sau. Thoa sensei thì đang ở lớp học đúng không ạ? Thoa sensei đang ở lớp học, cô Thoa đang dạy cho mọi người những biết về các loại từ vựng trong lớp học đúng không? Thì cô Thoa đang ở lớp học thì người cậu bé hỏi là gì đấy ạ? Thoa sensei wa doko desu ka? Thoa sensei wa doko desu ka? Cô Thoa ở đâu vậy? Và câu này cô trả lời là gì đấy ạ? À, Thoa sensei wa kyoshitsu desu. Thoa sensei wa kyoshitsu desu. Cô Thoa thì đang có ở lớp học đúng không ạ? Cô đang dạy tiếng Nhật cho mọi người đúng không? Thì Thoa sensei wa doko desu ka? Thoa sensei wa kyoshitsu desu. Kyoshitsu desu ne. Đấy. Cô Thoa đang ở đâu? Cô Thoa đang ở lớp học. Đấy, tiếp theo. Kaihisitsu wa doko desu ka? Kaihisitsu wa doko desu ka? Phòng họp thì có ở đâu vậy? Đang ở đây tuyên là tòa nhà có 3 tầng. Cái công ty này có 3 tầng đúng không ạ? Thì phòng họp đó có tầng 1 đúng không ạ? Hãy. Kaihisitsu wa ikkai desu. Kaihisitsu wa ikkai desu. Phòng họp thì có ở đâu vậy? Phòng họp thì có ở tầng 1. Tầng 1 là ikkai. Tầng 2 là nikai. Tầng 3 là sangai desu ne. Đó. Tiếp theo chúng ta chú ý vào cái gì đây ạ? Máy tính đúng không ạ? Hãy. Chúng ta có computer là máy tính. Và câu này câu hỏi là gì đấy ạ? Computer wa doko desu ka? Máy tính thì có ở đâu vậy? Ở đây là văn phòng, đây là văn phòng, có rất nhiều đồ đạc không nhỉ? Văn phòng. Đó. Thì câu này có trả lời là gì đấy ạ? Computer wa jimusho desu. Computer wa doko desu ka? Computer wa jimusho desu. Máy tính thì có ở đâu vậy ạ? Máy tính thì có ở trong văn phòng, đúng không ạ? Jimusho là văn phòng, đúng không ạ? Hãy. Câu hỏi có từ để hỏi thì hỏi gì chúng ta trả lời đó còn là B nguyên C. Hỏi doko thì là trả lời ở jimusho đúng không ạ? Hãy. Chúng ta vào cấu trúc ngữ pháp đi kèm tiếp theo, lưu ý đó chính là về cách sử dụng dochida và doko đối với những danh từ chỉ tên đất nước chỉ quê hương, chỉ nhà cửa và chỉ kaisha là công ty. Thì công ty, nhà cửa, đất nước và quê hương mà đi với cả dochida hoặc doko desu ka thì có nghĩa là gì đấy ạ? Không phải là hỏi ở phía nào, hướng nào, ở chỗ nào mà họ sẽ hỏi như vậy. Ý muốn nói là gì ạ? Tên nước của bạn là gì? Quê hương của bạn ở tỉnh nào, xã nào, huyện nào? Đó. Và nhà của bạn thì là ở tỉnh nào, huyện nào? Và công ty thì sẽ là tên công ty của bạn là công ty gì? Chứ không phải là người ta hỏi là gì đấy ạ? Công ty của bạn là dochida kaisha hoặc dochida desu ka? Mọi người lại trả lời là gì đấy ạ? Là ở phía A, phía B, không phải đúng không nhỉ? Khi được hỏi với dạng cấu trúc ngữ pháp này thì mọi người phải thừa hiểu đó chính là hỏi về tên của nó. Với đất nước thì là tên nước, với quê hương, nhà cửa thì là nhà cửa của mình ở cái tỉnh, xã, huyện nào. Và cái thì cuối cùng là gì ạ? Cái công ty thì đó là tên công ty là gì? Cách hỏi tên đất nước, quê hương, nhà ở đâu và tên công ty là gì? Đây là cách câu hỏi đặt câu hỏi như vậy. Đấy, ví dụ đây là Việt Nam của chúng ta đúng không? Đấy, áo dài, nón lá đúng không ạ? Và bản đồ Việt Nam hình chữ S gì đúng không ạ? Thì câu này cậu hỏi
奥にはどちらですか？奥にはどちらですか？Đất nước của bạn ở đâu vậy? Đất nước của bạn là nước nước nào vậy? Là nước tên là gì vậy? Đúng không ạ? À, Vietnam desu. Oku ni wa dochira desu ka? O là kính ngữ, mọi người lưu ý nhé, hỏi tên nước của đối phương. Oku ni wa dochira desu ka? Đây là chữ quốc hoặc là kuni. Oku ni wa dochira desu ka? Vietnam desu. Bạn là nước nào vậy? Nước của bạn là nước gì ạ? Nước nào vậy? Tên là gì vậy? Đúng không ạ? À, Vietnam desu. Là gì ạ? Là Việt Nam. Đúng không ạ? Hay. Tiếp theo, đây là công ty Honda của các bạn. Tại Việt Nam ta công ty Honda ở Nhật Bản là Honda desu ne. Hay, cộng này câu hỏi là gì ạ? Kaisha, nó là chữ xã, chữ hội và chữ xã, mọi người lưu ý nhé. Chữ hội, chữ xã đọc là Kaisha. Công ty. Kaisha wa dochira desu ka? Kaisha wa dochira desu ka? Công ty của bạn là công ty tên là gì vậy? Công ty của bạn ấy tên là gì vậy? Đúng không ạ? Hãy trả lời gì đấy ạ? À, Honda desu. À, Honda desu. Nên mà công ty IMC là IMC desu. À, công ty FPT là gì? FPT desu. Đó, đúng không ạ? Tiếp theo là gì đấy nhỉ? Uchi wa dochira desu ka? Nhà các bạn ở đâu vậy? Chúng ta nhìn thấy bát tràng, nhìn thấy cà phê nó náo dài, bát phở ở Hà Nội chúng ta, đúng không ạ? Đó, thì đây là những cái biểu tượng của Hà Nội đúng không? Việt Nam đúng không ạ? Thì Uchi wa dochira desu ka? Nhà của bạn ở đâu vậy? À, Hà Nội desu. À, nhà của tôi là ở Hà Nội đúng không ạ? Hey, Tsugi. Cấu trúc ngữ pháp số 4 trong bài ngày hôm nay, chúng sẽ học về một cái dạng N1 no N2 thứ tư trong một chuỗi N1 no N2. Đầu tiên là chúng ta học về trực thuộc này, thứ hai chúng ta học về sở hữu này, và thứ ba chúng ta học về là gì đấy ạ? Là gì đấy ạ? À, chuyên môn lĩnh vực thuộc tính đúng không ạ? Chức năng. Và ngày thứ tư ngày hôm nay chúng ta sẽ học về gì đấy ạ? Cái này, cái đó, cái kia là xuất xứ của N2. Xuất xứ ở đây sẽ là N1 và N2 là vẫn là đồ vật, mọi người lưu ý nhé. Thì N1 là xuất xứ, có thể là tên một nước sản xuất ra nó, tên của một thương hiệu, nhãn hiệu, một công ty nào đó của nó làm ra nó. Thì đó là xuất xứ của nó, đúng không ạ? Xuất xứ, chúng ta nằm ở vị trí là N1, còn N2 vẫn là gì ạ? Đồ vật. Đó, đó là việc để thể hiện cái gì ạ? Xuất xứ của đồ vật. Đó là ví dụ bài ngày hôm nay. Ê, đây là một chiếc camera, và camera này thì gì ạ? Có gắn mác là gì đấy ạ? Nihon desu ne, Nihon. Tức là cái camera này là được làm, được sản xuất tại Nihon, tức là Nhật Bản, đúng không ạ? これは日本のカメラです。これは日本のカメラです。Chúng ta có 日本のカメラ。日本 là Nhật Bản, là đất nước, là nơi làm ra chiếc camera này. Và camera là cái đồ vật, tên đồ vật. Vì vậy, chúng ta dịch như sau. これ là cái này. Và dịch từ đuôi dịch lên. これ là gì ạ? Cái này là cái máy ảnh. Gì ạ? Có xuất xứ từ Nhật Bản. Đúng không ạ? No ngày mang dịch của nghĩa xuất xứ, đúng không ạ? Như lưu ý như vậy, đúng không ạ? Suki. Tiếp theo là cái chiếc TDB. TDB này thì nó hơi đặc biệt gì ạ? Là của hãng Sony. Sony, đúng không ạ? Của hãng Sony làm ra nó. Thương hiệu là Sony, đúng không ạ? Chúng ta có gì ạ? Sore wa Sony no TDB desu. Sore wa Sony no TDB desu. Cái đó là cái TV có xuất xứ thương hiệu từ hãng Sony. Đúng ạ. Sore wa Sony no TV desu. Đó. Cái đó là cái TV thuộc hãng hay là xuất xứ của công ty Sony, đúng không ạ? Hay. Tiếp theo là cà phê của Việt Nam chúng ta, và có chữ Vietnamu bên cạnh chữ coffee, đúng không ạ? Vietnamu tức là cái hộp cà phê này nó có xuất xứ từ đâu đấy ạ? Từ Việt Nam. Đó là câu nào? Hay. Are wa Vietnamu no coffee desu. Cà phê trong tiếng Nhật là gì đây ạ? Kohi desu ne, mọi người lưu ý hai trường âm. Kohi desu ne. Are wa Vietnamu no kohi desu. Đó. Cái kia là gì? Là cà phê thuộc xuất xứ từ Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Hay. Đây là một chiếc ô tô rất đẹp, đúng không? Có xuất xứ từ đâu đây ạ? À, có gắn mác Doitsu. Doitsu là sản xuất từ ở nước Đức, Đức. Doitsu, đúng không ạ? Hay. Sore wa Doitsu no chữ xạ, chữ xe đúng không nhỉ? Xạ
nó đọc là gì ạ? Kuruma. Sore wa doitsu no kuruma desu. Cái đó là cái ô tô xuất xứ từ nước Đức, đúng không ạ? Sore wa doitsu no kuruma desu. Đó, mọi người lưu ý, cái no ngày hôm nay chúng ta học có nghĩa là xuất xứ của đồ vật. Vì vậy mọi người dịch xuất xứ là thương hiệu của nó, đúng không ạ? Nhãn hiệu của nó, ok. Tsugi, một cái lưu ý, một cái dấu xa, một cái ngữ pháp đi kèm trong cấu trúc này, đó chính là từ để hỏi của xuất xứ, đó chính là doko, bởi vì nó là địa điểm, đúng không ạ? Kore, sore, are wa doko no N2 desu ka? Đó. Và trả lời là gì đấy ạ? Soko. Nếu mà hỏi là kore thì trả lời là sore. Và hỏi là gì đấy ạ? Sore, trả lời là gì đấy ạ? Kore. Và nếu mà là gì đấy ạ? Are, trả lời là gì ạ? Are N1 no N2 desu. Hay. Ý nghĩa là gì đấy ạ? Cái này, cái đó, cái kia có xuất xứ ở đâu? Hãy. Câu hỏi doko no N2 desu ka? Có xuất xứ ở đâu? Hãy. Ngoài doko ra có thể là dochida no cũng không có vấn đề gì, dochida là lịch sự của doko, đúng không ạ? Hãy. Dochida no N2 desu ka? Doko N2 desu ka? Hãy. Đây là một chiếc máy tính của hãng Toshiba, đúng không ạ? Và câu này câu hỏi là gì đấy ạ? Kore wa doko no pasukon desu ka? Kore wa doko no pasukon desu ka? Cái này là máy tính cá nhân. Có xuất xứ ở đâu vậy? Đúng không ạ? Câu này câu trả lời là gì đấy ạ? Sore wa Toshiba no pasukon desu. Sore wa Toshiba no pasukon desu. Cái đó là cái gì đấy ạ? Là cái máy tính cá nhân của thương hiệu là gì ạ? Xuất xứ từ công ty Toshiba, đúng không ạ? Hãy suy mọi người nhìn thấy một chiếc ô tô, đúng không ạ? Của hãng của Đức, chúng tôi vừa nãy, đúng không ạ? Của Đức, màu hồng, đúng không ạ? Thì câu này câu hỏi là gì ạ? Are wa doko no jidosha desu ka? À, chữ gì ạ? Chữ tự, chữ động, chữ xe là xe ô tô, đúng không ạ? Jidosha. Đọc là jidosha. Are wa doko no jidosha desu ka? Cái kia là cái ô tô, là cái xe hơi gì ạ? Có xuất xứ ở đâu vậy? Đúng không ạ? Hãy trả lời là gì đấy ạ? Are wa doitsu no jidosha desu. Are wa doitsu no jidosha desu. Đã hỏi doko ở đâu trả lời đó, đúng không ạ? Are wa doitsu no jidosha desu. Cái kia là cái ô tô, là cái xe hơi á, có xuất xứ từ đâu đấy ạ? Từ Đức, đúng không ạ? Hãy đó, chúng ta vào cấu trúc cuối cùng trong bài ngày hôm nay, đó là cấu trúc ngữ pháp số 5. Chủ ngữ quá ikura desu ka? Chúng ta có ikura là gì đấy ạ? Là nói về gì đấy nhỉ? Nói về đến bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Cái chủ ngữ s gì có giá bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Hãy. Thì mọi người lưu ý là trước khi học cái phần này, mọi người nên học thêm một cái video của sensei học cái cách đếm con số trong đếm tiền và đếm con số thông thường, để mọi người sang Nhật Bản hay mọi người giao dịch bên ngoài, một khi mọi người đếm tiền thì mọi người sẽ không bị nhầm, đúng không ạ? Rất là omoshiroi đấy ạ, rất là thú vị, đúng không ạ? Hãy ví dụ là gì đấy ạ? Chúng ta có một chiếc máy ảnh có giá là gì ạ? 35.000 yên. Đây là chữ viên nhé, chữ en, đọc là en ạ. Tiếng Việt Việt Nam chúng ta đọc yên đấy, mà đọc hiện là en. 35.000 yên, đúng không ạ? Chỉ trong tiếng Nhật, 35.000, 35.000 đúng không ạ? 35.000 có nghĩa là sanman gosen desu ne. Sanman gosen en desu ne. Hãy, cậu bé cậu hỏi là gì ạ? Kono kamera wa ikura desu ka? Chiếc máy ảnh này bao nhiêu tiền vậy? Kono kamera wa ikura desu ka? Chiếc máy ảnh này bao nhiêu tiền vậy? Cô bé trả lời là gì đấy ạ? À, 35.000 yên desu. 35.000 yên desu. Nó có giá là 35.000 yên, 35 sen, đúng không ạ? 35.000 yên. Vâng. Đó. Tiếp theo, chúng ta có một chiếc đôi giày. Giày là kutsu. Đó, đôi giày là kutsu, đúng không ạ? Và đôi giày này có giá là bằng tiền Việt. Việt là Việt Nam đồng, đồng là đôn. Đôn desu ne, đôn desu ne. Việt Nam đồng. Và có giá là 450.000 đồng. Chúng ta cứ 10.000 sẽ bằng 1 man đồng, đúng không ạ? 1 man đồng. Và 450.000 sẽ là gì đấy ạ? À, yongju. 40 tờ 10.000 sẽ bằng 400.000, đúng không ạ? Và 50
À, 50.000 nữa là gì đấy ạ? Là 5 tờ. Vậy là chúng ta có Yonju go man đồng desu ne. Yonju go man đồng desu. Đúng không ạ? Đó. Cứ 10.000 đồng Việt Nam đồng là bằng 1 man. 1 man đồng này. Ichiman đồng này. Không phải Ichiman en này. Ichiman đồng. Mọi lưu nhé. Sono kutsu wa ikura desu ka? Sono kutsu wa ikura desu ka? Cái đôi giày đó ấy, bao nhiêu tiền vậy? À, 45 man đồng desu ne. 450.000 đồng. 45 man đồng desu. Đó. Cái đôi giày, đó có giá là 450.000 đồng. Sono kutsu wa ikura desu ka? 45 man đồng desu. Đấy, một chiếc TDB, một chiếc TV đúng không ạ? TV. Và nó có giá là gì đấy ạ? 10 man, 5 sen, 600 yên. 105.600 yên. Đúng nhá. Là 100.000 yên nghĩa là bằng 10 man rồi đúng không ạ? 10 man, 5 sen, 600 yên. Chúng ta có 10 man, 5 sen, 600 yên. 10 man, 5 sen, 600 yên ですね. Câu này câu hỏi là gì đấy ạ? あのテレビはいくらですか?あのテレビはいくらですか?まあ、じゃあ、これは字で、10万5600円ですね。10万5600円です。あ、なんか、ざら字で、105,600円。どうも。và bằng 10万5600円。もう、ちょっと TDB だと、どうも。TV だと。では、はい、皆さん。第3課。他の文法はもう終わりました。ご視聴どうもありがとうございました。皆さん毎日よく練習してくださいね。À, xin chào mọi người. Bài số 3 pháp ngày hôm nay chúng ta đến là kết thúc. À, mọi người sẽ cố gắng ở nhà và ở lớp. Mọi người cố gắng là gì đấy ạ? Áp dụng tất cả những cấu trúc ngữ pháp trong bài ngày hôm nay đã học để áp dụng trong cuộc sống, nói về những địa điểm, nói về những thứ ở quanh ta để mọi người nhớ được lâu. Hãy, minasan, chào mata ne, bye bye.